Sáng ngày 17 tháng 6, Điện lực thành phố Uông Bí tổ chức phát động chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện năm 2017. Cùng với 3 thành phố và 2 thị xã trên địa bàn tỉnh, Uông Bí được Điện lực Quảng Ninh chọn triển khai chương trình nhằm mục đích tăng cường tuyên truyền đến đông đảo người dân nhận thức rõ lợi ích của việc tiết kiệm điện tại chính gia đình mình, đồng thời vận động mọi người cùng tham gia hành động ý nghĩa này. Năm nay, Điện lực Uông Bí triển khai chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện đến hơn 1.000 hộ dân, nòng cốt tại khu 2, khu 3, khu 4 và khu 5 của phường Trương Vương. Theo quy chế tham gia chương trình, các hộ dân sẽ được xem xét đánh giá sản lượng điện tiêu thụ trong 6 tháng, tính từ thời điểm phát động. Ban tổ chức bình chọn khen thưởng theo 2 mức độ, hộ đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện và hộ đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu. Để được công nhận là gia đình tiết kiệm điện, hàng tháng các hộ phải tiết kiệm được từ 10% lượng điện năng tiêu thụ so với các tháng cùng kỳ năm 2016. Để đạt danh hiệu gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu, các hộ tham gia đảm bảo tiêu chí sau: có kết quả sản lượng điện tiết kiệm nhiều hơn so với các gia đình được công nhận gia đình tiết kiệm điện, là hộ gia đình đang sử dụng ít nhất một trong 3 loại sản phẩm tiết kiệm năng lượng, gồm sử dụng bóng điện tiết kiệm điện cho chiếu sáng, điều hòa có sử dụng công nghệ biến tần inverter, bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời. Dự kiến lễ tổng kết chương trình sẽ được tổ chức vào tháng 11 năm 2017. Chương trình thi đua gia đình tiết kiệm điện là một hoạt động thường niên của Điện lực thành phố Uông Bí, nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của chính phủ. Cùng với phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện, Điện lực thành phố cũng triển khai nhiều chương trình hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn các hộ dân, cơ quan, công sở, doanh nghiệp sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Năm 2016, từ chương trình gia đình tiết kiệm điện, Điện lực Uông Bí đã vận động 1.500 hộ gia đình tham gia, thực hiện tiết kiệm được trên 35,6 ngàn kWh điện.